Rồi, bước. Chơi tới bến với em luôn. Chơi xả láng nha thôi anh. Chơi liều mạng với em. Rồi, em chơi khô máu với anh luôn. Ok, đó rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Gameplay của mình nha. Quất tiếp tập thứ 8 luôn nha các bạn. Mỗi ngày là 4 tập. Rồi làm kiểu này là ngày mơ vô nước biển luôn. Rồi, bạn nào yêu thích series ADK này của mình thì nhớ kéo xuống like và đăng ký giúp mình nha. Mục tiêu 10 triệu sub. Có ngày nào cũng 10 triệu nhưng lên không nổi. Một ngày 10 triệu. Rồi, mai tôi bật F12 lên, tôi phép cái kênh tôi lên 10 triệu đi. Vậy cho nó nhanh đấy các bạn. Rồi, nó chơi thôi chứ các bạn yêu thích series ADK này của mình thì nhớ kéo xuống like, đăng ký giúp mình với em Zoom các bạn. Rồi xong rồi chúng ta chơi tiếp. Chờ với mấy em gà tại nguyền thôi, sẵn quay video 4-5 tập cho các bạn xem cho nó đã, chứ mà nghỉ hè mà. Xong ADK rồi đi. Tôi giả mấy cái vụ Minecraft nữa. Minecraft rồi với UBG nữa, chai hết rồi. Cho các bạn xem sắp mặt luôn. À, dám kiểu mà kích thích mình đúng không? Kiểu kích mình, kiểu mà đánh động vô đã kích mình kêu mình ra video á. Nói tưởng là mình không dám làm đúng không? Mình ngày làm 4-5 video luôn cho mấy em coi sắp mặt. Đi gì vậy? Về anh. Để cái con nó cứ chặt đường. Green game. Rồi, trong tập này là có hai sự lựa chọn đúng không? Dạ đúng. Một là đi xuống núi băng, hai là đi xuống núi lửa. Đó. Cho có anh, hai cho. Sự lựa chọn nha các bạn. Bây giờ thì mình thường thích thời tiết lạnh hơn, tại vì lạnh chúng ta mặc áo ấm thì nó sẽ im hơn là thời tiết nóng. Mình chả thích thời tiết nóng thế nào giờ đi núi băng thì đẹp mình. Ok anh luôn. Ở chỗ đó mà nó không đẹp á. Là nó nhanh đó thì là đi luôn núi lửa. Ok. Đây không biết nhiều bạn fan thích thời tiết nào, là mình thích thời tiết trời lạnh. Lạnh sẽ đắp mền nó sẽ ấm. Rồi, đây chưa, đây chưa? Đây. Đây đây đẹp đi. Không biết đâu rồi. Không biết đâu. Rồi, đây. Vô màu mè đẹp vãi nồi. Chúng ta sẽ thẳng tiến tới tọa độ 15-27. 15-27 giờ là đi lên đây. 15-27 là hướng nào vậy? Đây, 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 đi lên đây. Đây, ok. Tăng speed lên. Không, như vậy là sau qua sau 8 tập là tập này tập thứ 8 là nguyên cái map này mình đi cũng muốn nát rồi các bạn. Lên bờ xuống ruộng, lộn lên trời xuống biển, xuống lòng đất. Chơi khô máu với các bạn luôn á. Chơi liều mạng với các bạn. Có cái bạn già đây chơi khô máu luôn. Hướng nào vậy? Đây, bây giờ bay thẳng tới đây hướng này. 27 là tầm này được rồi. Giờ bay thẳng lên trên thôi. 15. Okay. Bay qua đây đó. Mấy con quỷ con Thila cô leo. Nó khoái lắm. Qua vùng này mà quán sơ ghê ta. Wow, đẹp thế. Rồi, vô ra ta đồ. Quách vô nè, lâu không thấy con này anh ơi, quách vô nè. Giết nó đi em ơi. À, như vậy là nhiều bạn hỏi trong map này có quách vô không? Có nè bạn. Qua bên khu này. Agentavit nữa kìa. Ơ, mày qua mình đá nhẹ con Agentavit thử có cái móng giò của nó không ta? Quét lụm. À có móng anh ơi, sẵn dí mấy con này rồi có móng anh ơi. Đâu em rồi? Em ở cái khu cũng khu tuyết luôn mà. Cái khu mà giáp tuyết với lại cái Thấy à, thấy à, dí mấy con Agentavit luôn đi, lần lấy mấy cái móng đó. Qua tới núi tiết rồi mà. Có em ơi, hai chân em ơi. Ngon rồi, làm cách đào rồi. Rồi bây giờ đi kiếm cái hướng vô nè. Bốn chân các bạn ơi. Giết quá, tại vì chịu hồi mấy con boss là càng phải cặp mấy cái giò của mấy con này á. Đúng rồi. Thôi sẵn
này chúng ta đi farm luôn. Bây giờ chưa thấy anh ơi, kiếm em đuổi của em qua anh khu này chứ. Ủa đâu ta, 15 27. Ba đã đang bay lượn luôn, đang đảo xung quanh đây nè. Đảo đi, trong thời gian chờ đợi này anh lấy mấy cái giò con chim. Ok. Thôi mình nghĩ là chắc bao nhiêu đây là chắc đủ rồi đúng không? Đâu nhờ. Thấy chưa? Chưa. Cái hang nó nằm ở trên núi tuyết này hay gì? Nó nằm ở... Nó có thông chứ lòng đất không? Hình như là không anh ơi. À, khoan được rồi. Phải đây không ta? Ở đâu? Có một cái đường vô đây. Wow. Không. Đó là cái trụ xanh mà. Cái khang đó là nó nằm ở trên ở phía trên luôn anh, không có ở phía dưới. Nó để trong kia là tọa độ mấy? 15 27 đâu anh. 15 27. 15 dọc thôi. Đúng rồi anh. Đâu nhỉ? Ok, thôi để tập trung vô kiếm tiếp và sử dụng cái hang. Ba đào đảo kiếm của em chứ. Đâu nhà đâu ta, nó là cái hang động luôn hay gì? Đúng rồi anh. Có xuống nước không? Không, không xuống nước trước cửa. Không phải chỗ này thấy không? Oh. À từ từ đó, cái hang là nó nằm gần gần một cái hồ nước. À, từ từ anh coi cái hồ nước ở gần đây có không ta? Hồ nước hay cái thác nước? Có cái hồ nước bên kia kìa. Cái hồ nước. Cái hồ nước thì nó nằm ở miệng xa xa đằng kia. 15 27. Nè có cái hồ nước đây nè chị Trâm ơi. Kìa để. Đúng rồi đó. Nè nè nè. Thôi cái này kiếm cái hang luôn hơi bị nhọc các bạn. Mình đá cho anh được không? Ây da, cái gì vậy? Sao nó ỉ dữ vậy trời? 15 27 nha. Rồi. Chắc cứu không? Chắc anh ơi. Nó để cái điểm màu đỏ đỏ hay gì? Rồi. 15 27 là ngay rồi nè chị Jim ơi. Ủa? Đây là ngay chắc cái này nè. Đây, à đây 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 rồi, đây rồi. Trời ơi nó chút ép ở đây. Trời em nãy giờ kiếm đuôi con mắt luôn à. Thì anh cũng vừa bay gần tới nè. Cứ sàng sàng bay hoài, cứ thấy nó nằm ở ngay cái hồ nước mà không biết nó nằm ở đâu, nó có chút ép kìa. Rồi ok, đặt ở đây đi. Hàng núi băng. Thấy chim em đẹp không? Em còn 3 talent không? Em còn 4 cái. Rồi ok đi vô. Vô. Khoan em ơi. Phải để làm cái đúng. Đây nè, nè cho anh này nè, cho anh này nè. Đây 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 anh Phương, khỏi qua đây cho anh Phương này nè. Đây.
đó. À khoan khoan em ơi, cái này nó cũng không im lắm. Này đúng anh nhớ cái này là hình như quăng được á, chọi được. Thôi chọi 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 sau lưng mình cũng được á. Sao ta? Đây nè, đó chuột phải là nó cắn sau lưng mình nè. Đó, đi. Sáng phải. Từ từ đã chứ. Anh vẫn thích xài cái đuốc hơn. Đó, mình cho mình đi mình mở đường luôn nè. Ok, mình thích xài cái đuốc hơn các bạn. Cái đuốc cái màu của nó nhìn nó im hơn. Ủa em gắn cái skin cho con Alentavis là cái nón hay gì? Ờ à, anh em đi lượm con ơi, chả con nó của em mà. Quái nồi hèn chi. Do đội muốn cái phủ quái nồi. Sao vậy chứ? Cho con anh cái mắt kiến này lấy không? Thôi gọi đi anh là để đổi cái này luôn. Để cho cái mắt kiến này. Đi em ơi. Okay. Cầm cái này vô mới hang động nó mới sáng. Rồi đi thôi. Đi. Tối quá không ta? Trời ơi, trong này cái hang băng ghê vậy. Thôi không có quái ha. Ok. Gamma 3 có bộ đẹp hơn á chị. Đây có Gamma 2 à. Đây Gamma 3. Ơ cái artifact là vãi nồi. Có dễ vậy ta. Ôi gì tưởng có quái đồ nhiều lắm vậy ba. Dễ vậy ba. Vậy này có cái hang gì nữa. Thử qua xuống luôn anh. Dễ ba. Trời ơi, cái hang nó rộng quá ta. Vãi. Trời ơi, trời cái hang này cho mấy con gấu vô ở. Cú lừa. Vãi rồi thì chứ này so với cái hang kia buồn ghê luôn á. Đi em ơi. Đây qua núi lửa luôn á, trên khô máu núi lửa luôn rồi. Đi ra ngoài anh ơi. Thấy nồi thì chứ. Nè là để anh đặt cái hang động núi băng ở trong này chắc. Bàn tay le là tới cửa luôn. Hang núi băng. Phải vậy đi em ơi. Nhớ tao đo không? Rồi, nhớ nhớ, tất nhiên là phải nhớ rồi. đây, let's go, đây. 34, 51, let's go. Gần đây không ta? Hơi xa xíu rồi. 34, 51. Cái vị trí hang này giống như cái lối vào trong... Cái hang kia quá vậy? Em không biết nữa, cứ dùm lại đây mình tới đó thử. Ok. 34 và 51 như vậy là cái này. Trời ơi, có con rồng alpha wyvern luôn nè, rồng băng nữa nè. Hay à. Cọc nó chứ phải tèo. Rồng grim, chim grim các thứ. Ồ thôi nguy hiểm lắm. Bay cao lên, bay cao lên cẩn thận. Đó là một heo coi như sắp mặt đó em ơi. Trời ơi, gồng ghim rồi dưới này nhóc hết trơn rồi. Trời ơi, lắc kìa, lắc kìa. Rồi, thấy rồi, em thấy rồi. Anh thấy gồng cả đống dưới này. Trời ơi, ôi. Wow, anh ơi, qua đây coi nè. Ây da, cái gì vậy? Lôi em xuống vậy. Vãi. À, thấy cái hang rồi. Ê, có con gồng sướng, mẹ ơi. Trời ơi, bị lắc, anh cứ lôi em đi hoài vậy ta. Có cái hang này nè, anh thấy cái hang rồi. Đó cái hang đây nè, có mấy con xương ở dưới đây nè. Ok. Đù. Ồ cái hang này dễ vô quá ta. Rồi. Con kia gan to vậy ta. Ờ. À đặt cái này là cái hang giữa mát nha. Ok anh. Giganotosaurus. Đi vô xin giùm ơi. Đi. Ờ cho đưa anh về cái anh vô đây. Hả? Ấy da.
trời. Bay vô đây đi, nguy hiểm lắm. Anh bay vô trong chưa? Rồi. Anh đồ nó vô luôn anh ơi. Đầu với tôi. Bay vô luôn đi, bay vô luôn đi. Được 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 anh ơi. Ơ. Anh lock cái gì kìa? Tự nhiên nó cho anh cái lock gì kìa? Anh lock all extension green engram. Ủa. Anh lock nha. Ngon ngon ngon. Ủa, nhưng mà học học nó tốt dữ lắm. Cái lock gì kìa mà cái kỹ năng để học nữa. Rồi cho anh vài cái bàn ta le. Đẹp phết nha. Bàn ta le hả? Còn một cái cho anh hai cái trong con chim nữa. Wow. Đúng là mấy cái hang cũng đẹp thì các bạn ơi. Wow, có nhầm hạch cái này nữa là xin chào ơi. A đù. Đù ghê chưa? Ghê quá ghê, đáng sợ vãi linh hồn luôn á. Méo có thú trong đây. Thú nó ở ngoài hết trơn rồi. Đù. Cái hang này là ai sinh sống nổi trời. Trời ơi, nhìn nhầm hạch nó chảy nè các bạn. Ôi ôi, nhìn dung nham nó nóng chảy nè. Nghe cục metal đấy hả trời. Hướng nào đi đi ta. Mình có nên đi bộ không? Bộ đây là sắp mạc. Wow, hình như là. Nhưng mà cảm giác mà chúng ta uống. Đây, đây 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 đây, xuống dưới anh ơi, xuống dưới chỗ em nè. Qua đây nó có cái lối đi nữa nè. Ok ok, thấy anh. Hay quá, nó đi cục luôn. Là vãi cứt. Nhưng mà cũng lừa nữa rồi. Mà là nó đưa cái lối đi vô trong này nó làm cái gì chơi. Gắt nha. Cái cục artifact là bình thường nó nằm ở đây à. Mà sao nó chưa spawn ra hả ta, kỳ vậy. Lỗi game. Phải không? Phải. Đúng chỗ này rồi mà, trời. Chính xác là nó nằm ngay đây luôn nè, mà sao mình không thấy ta. Chỗ này nè. Sao bên đây nó chưa tạo ra nhờ. Vô lý. Vô lý. Ai, cái hình đứng đây nhìn đẹp quá em ơi, lên chụp hình mà. Đúng là đứng ở đây nhìn đẹp thì các bạn ơi. Chói mắt quá, chói mắt quá. Chói đâu nữa, qua đây nè. Đây này, đứng quay sau lưng lại chụp dưới lửa anh. Nhìn chỗ này đứng selfie là hết sảy luôn rồi. À, con xanh này con đó. Đẹp ha. Quá đẹp luôn. Bây giờ anh tìm cái chỗ này nó không hiện ra rồi sao? Không hiện rồi, giờ anh em mình đi vô cái hang cái địa đạo không? Đi chơi luôn. Chơi luôn. Ờ, xả láng chơi với nó luôn. Xả láng luôn á. Hang địa đạo nằm đâu? Hang địa đạo hả? Từ từ để em coi. Em nói cái cục anti-fact nó nằm ở chỗ nào? Cái cục artifact là nó nằm ở chỗ cái mỏm đá hai em mình đứng luôn á. Phải không vậy? Phải, nhưng mà nó chưa tạo ra. Ôi đủ có con rồng đứng ở đây nó chờ anh em mình nãy giờ nè. Phải. Chút xíu, đang đặt cái chỗ này là cái artifact núi lửa đi nha các bạn. Artifact núi lửa. Rồi, sẵn rồi chơi luôn. Hai tập này đi lấy gì là quá nhẹ nhàng. Anh đâu rồi? Anh ra ngoài chưa? Chưa, đừng đâu ra ngoài. Để với em. Ra ngoài xin. Ủa, xin chào mừng anh bài tới cái hang nào ở trong này có mấy cái đá màu tím đỏ đỏ hồng hồng nữa nè. Anh vẫn trong cái hang núi lửa hả? Ừ. Đất game hay gì đó mà. Ủa đây, em ta lại đây. Ba đâu vậy? Đây nè.
Sale ra chưa? Nè. À đúng rồi, cái cửa miệng hang đi ra ngoài đây nè. Đó. Đi ra thôi. Không lấy cái hang này nó làm cục nghỉ như sao? Ủa, hang có hai hướng đi lận. À. Ừ. Nó thông với nhau, cái lối đi là này là đi ra ngoài nè. Đó. Đường này là ra ngoài. Đi qua cái hang kia đi kiếm cục artifact kia với em nữa. Ok ok. Lỡ sẵn đi luôn các bạn. Đây. Đây, đi qua theo em rồi. Cái ra cũng chả quá. Lôi đi kìa, lôi em gịch lại kìa. Có con còng xương em ơi. Tao đâu mấy? 779. 779 hả? 779 cái chỗ núi băng luôn, nhưng mà mình sẽ đi vô núi lửa tiếp. Ý da, xí hộp. Hai con đuổi theo. Bỏ đi anh ấy ơi, bỏ đi anh ấy ơi. Anh ơi, thêm anh ơi. Đợi khi nào cái chỗ đó nó spawn ra cái cục đó nên mình tới hút lại. Chỗ đó chắc chắn là có một cục artifact luôn. Đây, giờ bạn cứ bay thẳng lên đây là. Giật mấy tấm hình em. Tao đầu máy 779 nè. Đúng rồi anh. Hình như là có chúng ta cũng phải có cẳng chân của T-Rex gì đó đúng không? Yep, chính xác. Đây rồi. Nó đây rồi anh ơi. Thôi cái hang này dễ đi với ta. Ồ, có con cọc băng nè. Đó đúng rồi đó. Chính xác là anh em mình sẽ đi xuống dưới hang á. Đi xuống đi em nè. Ây da, đâu cái gì vậy? Đâu cái hang nào đâu. Ủa sao nó cứ kém lại hoài vậy ta. Có con cọc băng đây nè. Em bay sau lưng anh không được á, anh bay xuống đi trước đi. Anh xuống cái hang núi lửa đi, em mới đi theo được. Anh cứ lượn lượn cho đây, nó cứ giật. Xuống dưới nó lửa phía dưới á. À đồ như này. Đúng rồi đó, xuống dưới qua phải. Đúng rồi, qua đây. À đồ, hang băng, hang núi lửa mà dưới này băng ta. Nó đẹp ghê nha. Đẹp. Hay da. Chơi nó đi. Chơi mấy con này đi. Có trứng này, anh đi làm trứng rồi đó nè, mình up đi. Trời ơi, thấy rồi, có trứng các bạn ơi. Tập trung chúng mày. Lát nữa quay lại lụm em ơi. Ok. Có trứng cứ gặp mặt các bạn ơi. Không lành rồi. Bị làm chậm rồi. Hình như là hồi đó là gặp mặt này chúng ta đâu có ấy được đúng không? Đúng rồi. Chúng ta đâu có bắt được. Đi em ơi. Đi. Ồ, trong này là trong cái hang này, có cái hang trong này nè, giùm ơi. Trong đó cái hang chính xác là mình xuống đây đó. Ôi, nhìn cái này như kiểu mạch nha gì. Nhìn hấp dẫn không anh ơi? Liếp từ miếng không? Ôi, trời cái này còn hơn đi xuống địa ngục nữa. Đồ. Cái này là Minecraft phiên bản 3D nè. xuống đây đập thạch anh nè. Ghê, bây giờ cái này chụp hình lên tấm hình em ơi. Đi. Anh em mình sẽ sáp cho chụp tấm hình. À đúng rồi. Cái này đúng chắc là đi xuống địa ngục thì các bạn. À, con của em hè lửa xuống đây là đúng y bài luôn. Mình thích cái cảm giác này quá, không biết các bạn nào xem video biết thích cái cảm giác này không ta? Cảm giác mà đi chưa luôn thì đá gì đâu. Trời ơi, sâu lắm xin chụp ơi, dưới này nữa nè. Trời ơi. Oh my nó god. Bay một phát một chuẩn bị như này rồi coi nó. Bấm F một phát một cái nó phóng thẳng ở dưới này. Dưới này vẫn có gồng nha, cẩn thận nha. Có không? Có. À có gồng lửa.
Trời ơi, đây quá nóng rồi. Lửa hay không lửa băng gì? Trong đây mà có rồng băng rồi, e cũng lại luôn. chơi nó tiếp anh ơi, chơi nó tiếp anh ơi. Quả cái này còn giữ quả diễm sơn nữa nè. Đâu rồi? Trời ơi, chói mắt quá. Ui mẹ ơi. Siêu nóng. Đi em ơi, cùng anti-fact cái đâu ta? Ây da. Ủa cái con tiếng gì vậy? Cục artifact là nó nằm ở dưới đáy luôn. Thôi mấy ngu kia nó phi xuống dưới đi nhà không chết hết luôn rồi. Đâu? Artifact đâu? Ủa, thấy ra artifact. Ủa, mấy chỗ này sao nó chưa tạo ra artifact ta? Ây da, gì ba nữa hả? Này nè, cái cục artifact là đúng như thế là nó nằm ở đây nè anh Phương. Nó nằm ở chỗ em đây nè, cái trụ này nè. Sao hai cái cục lửa ở đây mà nó chưa tạo ra artifact ta? Không biết nữa, hay là do mình chơi nhanh quá ta? Ủa, chắc vậy quá. Ờ, có gì đâu nhanh đúng không? Ờ, bình thường tạo map là ở đây là có mà ta, sao mình lên mình kiếm không ra ta? Nằm ngay đây đúng không? Đúng rồi, ngay chỗ này chính xác là ở đây luôn. Hồi nữa mình sẽ tới đây mình kiểm tra lại. Okay. Này chắc lỗi game quá các bạn ơi. Artifact núi lửa. Núi lửa có rồi đúng không? Đúng rồi anh. Giờ đặt núi lửa 2. Thì em ơi. Cái... À, đúng là không thể ngờ là ông nào ông làm được cái series này. Hay vãi luôn á trời. Bay vòng vòng rồi có tổ... Ồ, có nè. Đi lên rồi, chúng ta có thể lấy được hai loại trứng luôn em ơi. Ở đâu anh ở đâu rồi? Nè đây nè. Thấy được anh ta. Anh vẫn đang lấy giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Em ba lên phía trên tí nè. Có trứng gồng. Wow. À vô kia đỏ lè xong rồi ra mắt em nó bị hoa luôn anh ơi. Ờ anh cũng vậy nữa, y gan luôn á. Đau mắt quá. Ồ, trời ơi, nó chơi nè. Hay là em có đi lộn chỗ mà để mà lấy cái artifact gì vậy? Không, đúng chỗ đó mà, không có sai đâu anh ơi. Vô đây là lấy trứng rồi lấy giết cả mẹ lẫn con luôn. Gì ác. Lấy chữa mày con bú luôn. Thấy trứng rồi đó, chúng mình lụm nè. Vô hốt một trứng xong rồi té nha mấy bạn ơi. Có trứng không? Có. Anh lụm được hai trứng rồi đó. Lụm chạy. Giết lấy trứng mà còn giết mẹ để lấy sữa luôn nha các bạn. Á đù. Mẹ tới kiếm em kìa. Kiếm em nè. Trời ơi. Á nhìn. Thấy cũng tội. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Quá phê quá. Này lấy trứng gồng là về. Ăn trứng gồng thay cơm luôn. Về mình người ta là làm gì ta một chảo trứng chiên không đồ, mình sẽ làm một nồi trứng gồng luôn. Quá dữ rồi các bạn ơi. Trời ơi cái gì
ấy à, rồi em đi đâu vậy? Một trứng cục. Rồi em đang ở trên đó, trứng lửa hả? Anh ơi, em bị kẹt anh ơi. À, lấy trứng cục lửa rồi. Anh đang muốn chụp hình lên mà. Rồi cho em chụp cái trứng đây cái. Từ 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 nhà đem kiếm gấp anh em mình chụp đây. Selfie với trứng. Cái con em đẹp lắm rồi. Từ từ xích ra ngoài tí. Đẹp nha. Quá đẹp luôn. Để tí. Vì đâu có dễ kiếm được mấy bức hình kiểu gì các bạn. Không có dễ dàng mà có được mấy tấm hình này đâu các bạn ơi. Thôi làm đi, cùng đồng đi về ăn ăn trứng khai cơm. Đi vậy mình. Đi. Nhớ thời đó mình gặp mấy trứng gồng này mình ham lắm luôn á nha. Mà hồi đó khó lấy lắm chứ đâu phải như bây giờ. Đi vậy mình. Đi. Đây. Chắc lên quá. Rồi thôi. Trời má, là quay đi 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 mấy cái hang thôi cũng nửa tiếng đồng hồ đó anh. Không có con quay nè, đi đi 5 tiếng một đi xong nó nói thiệt đó, đây có trứng gặp băng nữa nè. Lấy dạ. Lửa không lẽ không lấy băng. Em. Ấy ạ. Lắc rồi, lắc rồi. Em lượm em lượm hai ờ đem lượm trứng trứng trong vòng này cho. Chứ cứ dính với nhau hoài trời. Cái luôn rồi máy. Ờ rớt em lăn liền anh ơi. Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi. Anh ơi. Kì ơi, cái tổ nó bị lắc hả? Mày. Được chưa? Anh là chứng giùm em đi. Em bị kẹt cái tổ rồi. Được chưa? Rồi mình cúp rồi. Đây. À đù. Ê mẹ nó quay về kìa, mẹ nó quay về kìa. Ủa sao con này nó. Quay mà cái gọc băng này thấy vậy chứ nó ghê lắm nha các bạn. Đừng có giỡn á. Tại vì đơn giản là mình đang xài thú mod đó. Thì thấy các bạn thấy nó mạnh vậy thôi chứ ra mấy con đó nó mạnh lắm đó. Đây. Đeo được 3 trứng rồi. 3 trứng gồng băng hả? 3 trứng gồng băng rồi. À, ở trong này thấy có cái hang gì trong này nè. Chắc cái đường đi xuống à. Ok. Sinh nhân bôi gôi lại cứ thế lên ngôi. Ơi, chị Trâm ơi, như là trong này có cái hang nữa nè, chị Trâm ơi đây nè. Đào, đào. Ủa cái lối này là cái lối đi hồi nãy hả? Đâu ta? Mày không thấy anh ta? Này, cái lối đi này không lẽ lối đi hồi nãy các bạn? Ở đâu? Hình như là hướng này mới có anti phép hay sao? Rồi hướng kia là hướng ngược lại của nó. Có thấy không? Tào lao thấy không? Anh nghi nghi mà. Đi xuống đi thử coi. Ờ, bởi vì cái hướng này thấy nó khác hướng hồi nãy nè ông ơi. Ở đây. Cái gì? Nó sai sai kiểu gì anh vậy? À trong này còn trứng nữa này, còn trứng gọc lửa nữa nè. Chu cha mà ơi. À, đúng là nó sâu thiệt luôn á. Đây nè, đúng rồi nè. Ủa? Tìm khác nó nằm đây. Nhưng mà cái battle mình đây nè. Đó. Ủa là
là một hồi nó mới xuất hiện luôn ơi. Cái hang là hai hang nó thông nhau hả ta? Ủa xin đi. Đúng rồi, kiểu mà có hai lối để vào hang á. Ủa hồi nãy mày đặt cái bàn tay lay ở kia thì không thấy, bây giờ thì lại thấy nè. Ê, như vậy là mình tay lay lại cái núi băng thôi ha. Ok ok. Ok, tay lay lại núi băng lụm thứ các bạn. Hang đó là hang núi băng. Ừ, đang load map. Vô trong nữa. Ủa cái nút cái này mình lùm rồi mà. Ủa nó hồi lại nè. Em lùm đi, em lùm đi. Hồi nãy anh lùm. Là hồi nãy là nó nằm ở đâu ta, cái núi cái artifact nó tên gì? Cái cục artifact của em tên là Conin. Không, mình có một cái là mình nói là nó có thể là nó hồi á. Là cũng là artifact núi lửa luôn đúng không? Ờ, như cái núi lửa 1 hay sao á. Phải không ta? Nhớ nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa không lẽ là cái hang này? Đúng rồi, đúng rồi, cái hang này đúng rồi nè, cái mỏm đá này nè. Có không? À, nhưng mà méo thấy. Em có nhìn lộn không gì? Đây anh thấy có cái lối hang, có cái lối hang vào hang trong này nữa nè. Đâu đâu đâu, vô thử đi anh. Đúng không? Vô đi anh. Ơ. Ô. Thấy chưa, mà mình đi không có kỹ. Đồ nó có, nó có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ. Ôi hai ba góc gắt nữa nè. Ôi mẹ ơi. Rồi. Trời ơi. Anh nghĩ là nên đi bộ đi em ơi. Em đi đâu rồi sao càng ngày nó càng nhiều góc ngách vậy? Ủa nó bay ra chỗ cũ à. À nó bay ra chỗ cũ anh ơi. Đi lộn đường rồi, đi lộn đường rồi. Đi vô lại, đi vô lại rồi, lui lại, quay lại. Đủ vai hồi tao bay ra ngoài luôn. Bay ra ngoài đâu, đưa đường nó bay ra ngoài. Đây đây đây, đi theo em, chỉ cho. Lo. Đây đây. Đúng mà mình nghĩ là cái hang này chắc nó cũng còn nhiều cái gì đó mới lắm các bạn ơi. Cái hồ nước này có gì không ta? Chui thấp. Có rồi thôi, đi vô cái. Chưa qua đó đi anh nhớ, anh nghĩ là bên đây là có một cái lượng bên tay trái. Ờ, bên tay trái. Rồi, qua bên trái tiếp anh nhờ. Ok. Khoan nha, bên đây lại có hai hướng nha. Ok, có một cái hố ở dưới. Đồ giống như về chỗ cũ vậy ta. Chưa mẹ gì nữa. Khoan, nó vẫn còn một cái hướng bên tay trái. Đi đi đi, đi qua lại đi. Nó rối nè. Cái hàng này chó cắn gì vậy. Chứ có xe quăng ơi. Nè. Quay qua đây đúng không? Quay qua đây đi bên tay trái đúng không? Đúng rồi. Bên tay trái nè. Bên này tiếp tục mình đi bên tay trái nữa nè. Xuống đây. Xuống đây nè, nó lại có hai hướng nè, đi bên tay trái tiếp nè. Ơi mà nó đài cái chỗ nào nè em ơi. Đâu đâu đâu. Lại có hai hướng nữa nè. Cái đỉnh anh bên phải, em đi bên trái đi. Ok. Em đi bên trái, em đi bên phải đi. Phải đi. Ok. Nó lại đi xuống nữa này chị Jim ơi. Ồ, đù cái gì đây. Rồi hay quá, em bay hồi em bay ra ngoài luôn. Lại đi xuống nhưng mà bên đi xuống bên đây lại lại có một hướng về trái, hướng đây phải nữa nè. Wow, nó sẽ cầu vậy. Ờ, em bay hồi em bay vô mấy cục đá màu hồng rồi của anh nãy nè. Ờ,
chống cắn rồi đó. Ơi, hello. Hello, hello mẹ. Cái hang này kỳ kỳ vậy ta. Cái hang này cứ đi xà quần gầm tròn hoài vậy ta. Sao nào nó thiết kế cái hang này ngu gì. Nhức đầu thiệt luôn á. Thiết kế cho hai thằng thiết kế đã ngu rồi mà hai thằng đi khám phá nó càng ngu hơn nữa. Ồ, nhầm thật bay nghe không sao. Như vậy lại vẫn thiếu cái anti-fact đó ta, kỳ vậy. Không hiểu nói ha. Dạ. Trời ơi. Con không kiếm những cái cục anti-fact nó chắc phải đợi một thời gian nó mới spawn ra hay sao anh ơi. Chết vậy. Đi ra ngoài đi. Bao nhiêu phút rồi, tầm này bao nhiêu phút rồi. 40 phút rồi chắc ok rồi. Ok, anh nghĩ chắc cũng ok. Tập sau anh em đi xuống địa đạo luôn nè. Ok, tập sau đi xuống địa đạo luôn. Tập sau là đi xuống hang cùng hang cuối cùng đúng không? Em không biết cuối cùng hay còn nữa hay không nữa. Nhưng mà ráng kiếm hết đầy đủ artifact cho mình đi. Ok. Chúng ta lấy đủ. Chúng ta 2 triệu hồi boss. Trứng gồng cả đống luôn trời, trứng gồng băng cũng cả đống luôn nè. Phàn hớ em ơi. Kìa. Để qua bên kia anh coi thử cái phần chịu hồi boss này chúng ta còn thiếu cái gì. Hồi nãy em có lượm mấy cái cục anti-fact đúng không? Dạ có. À hình như đủ rồi chị Jim ơi. Đủ chưa? Hình như là chúng ta đủ rồi á. Đủ với trời. Nhớ có cái màu xanh là còn thiếu cái. Anh kiểm tra thử. Quay gì nhờ, thì mạnh quá nha, quay thì khó nha. Không, thì chỉ đủ với còn thiếu một cục nữa các bạn ơi, thiếu cục chứ mà mấy cái đồ giặt. Còn cái chỗ kia đi là tới 2 cái lận rồi, 2 cái. Chỗ kia của em còn 2 cục artifact nữa. Cái hang địa đạo chắc hang đó chắc sâu quá hay gì vậy? Sâu lắm, cái hang nó đi hơi bị rộng luôn anh. Rồi. Chết chết lại cái tập đó ở trong cái video sau đó anh. Hai cục rồi xin cho mọi người hiểu có cục nữa. Chắc một trong 2 cục đó là sẽ trúng cục kia. Rồi, như vậy là tập sau là mình đi lấy cái cục anti-fact đó sang triệu hồi con boss cuối này luôn nha các bạn. Nhớ đón xem nha. Cái tập sau hay đấy. Đấy, dứt luôn anh nhờ. Bây giờ luôn hả? Dứt luôn quá. Em muốn chơi gì luôn à? Chơi không? Hay, để ngày mai sợ quay được có một tập à. Muốn chơi anh chơi được khô máu với em. Chơi luôn, nó đẹp quá. Đang quá hứng đúng không? Cao trào. Để tạm cũng phải quay về xem cái tập này lại đi. Okay. Quay tiếp thêm một tập nữa cho bạn xem, đi xuống cái hàng địa đạo đó đi. Tại vì đang có hứng. Ồ, như vậy là bữa nay chơi 5 tập luôn các bạn ơi. Mỗi ngày up 3 tập thôi nha, mỗi ngày up 3 tập thôi. Đừng up nhiều quá. Mỗi ngày up 4 tập thì cho bạn xem cho đã. Hết cũng nhanh, hết series cũng nhanh, có sợ bạn chán không á. Không, mình hết series mình chơi game khác. Đâu gì đâu em. Hoặc là mình thêm mod mới chơi. Ok. Máy đi đâu gì đâu, đừng chơi với anh, đừng sợ hết nội dung. Thánh game lại là chơi game nào cũng được các bạn. Rồi nhớ like và đăng ký để giúp ủng hộ mình với em Sim Gaming nha. Ra mình chơi khô máu với Sim luôn. Chơi khô máu luôn ơi. Xả láng sáng đi ngủ à. Nhớ like và đăng ký, nhớ click cái chuông nha các bạn. Mới đạt được. Rồi các bạn mới nhận được thông báo đó. Rồi bye bye mọi người.
hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Bye bye.